Hello mọi người, đây là cái mũi của em gái này trước khi tháo nha. Và hiện tại là Lê vừa tháo ra. Cái đầu mũi của em gái này Lê đã chỉnh sửa lại, là không cho bị co rút và góc nghiêng rất là mềm mại. Và đây là cái hình trước khi mà nâng, thì em ấy nâng ở tại Sài Gòn. Cái sụn đưa cho mọi người xem em. Đây, em quay qua đây. Rồi, em quay qua đây luôn. Đây, mọi người nhìn em gái này, đây là cái sụn. Cái sụn của em gái này lúc nâng thì cái đầu nó hơi bị dày, nó dày nhiều á. Nếu như nó mỏng thì không sao, mà cái này cái mỏng, cái đầu nó khá dày nên nó làm đầu mũi của khách hàng nó bị nhọn ha, và nó hơi hết nhẹ lên một tí.